Hello anh em. Ngày hôm qua là một ngày quá buồn anh em. Ngày hôm qua lớp nào sóng gió, lớp nào xảy cá bự, tiếc quá luôn. Mới ra đây. Hy vọng là hết đen, hên trở lại, bắt cá bự trở lại. Chiều mới cũng sóng gió quá trời luôn mà nay giờ mà mới bớt rồi nè. Thấy cũng mừng. Sảy con quá trời tiếc anh em ơi. Thấy nó kỳ kỳ, nó không chạy theo. Ông nội ơi, à, kêu máy luôn. Ông
mắc xả cái hầm rộng quá chết luôn. Thôi kệ cũng được xì máy. Rồi nó nuốt lốt luôn anh em ơi. Báo cáo với anh em là chiến thực thay đổi chút đỉnh anh em ơi. Chiều này mượn anh nó mua giùm ký sên lá nè. Hôm nay là mình câu con lao ngồi trên Vũng Tàu. Cái này mình mua tính đi câu cá ngát. Hồi nãy thấy dính đường con cá ngát anh em thấy đó. Thôi giờ đổi cục mồi sên này. Đổi cục mồi chìm. Nó có được thêm cá ngát gì không? Theo bông lao hai ngày nay đuối lắm anh em ơi. Chiều bị hư hết. Nấu cái nồi cơm bỏ quên, không có nhắc xuống. Nó nhào vô trong cái thao trên Vũng Tàu chết mất tiêu hết phần mồi nguyên luôn. Kiếm hên kiếm mớ cá ngát gỡ lại. Thường thường anh em thấy câu cá bông lao là nó có cái phao. Nó có cái phao ngay chỗ ma đí này nè. Cho nó đỡ cá phá mồi, cá út, cá đù rồi á. Giờ mình câu cá ngát mình gỡ cái phao ra. Đó. Móc cái lưỡi câu không rồi vô. Rồi quăng xuống thôi. Có cái cần này hy vọng cá ngát rồi. Trời anh em ơi. Nãy giờ lên. Nó chụp nó lôi. Giật dính. Chiều cho nó qua mấy anh đây luôn.
trời luôn anh em. Nó về mà cũng về luôn. Cứu lại anh chén này anh em ơi. Quá trớn đã anh em ơi. Đây nè. Trời ơi. Thở thiệt, bắt cá 11 phút đồng hồ luôn. Mọi công sức đã được đền đáp rồi. Ôi, đầm hoàm cái vợt luôn. Trời ơi đã. Trời ơi, nó phê. Cái cảm giác là săn cá mà kiểu này anh em còn gì nữa anh em. Trời ơi, con cá nó đã. Trời ơi, hết biết nói gì luôn rồi anh em ơi, hết biết nói gì luôn rồi thiệt. Trời ơi, bề ngang nó còn cá gan á mà trời, hơn gan luôn chứ gan gì anh em hả. Trời ơi, cứ uống chén này nhưng ôi sướng. Còn rung luôn anh em. Dốc chết liền rung quá trớn. Từ nào giờ đâu bắt được cá nào bự vậy đâu. Ôi, trời ơi trời. Không uổng công hai ngày nay nằm ở đây. Trời ơi, nó đã. Cảm giác nó thiệt, cảm giác không còn gì để nói luôn. Trời ơi, đã đo bề dài cho anh em coi đây. 1 gang, 2 gang, 3 gang, gần 4 gang anh em. Đó, 4 gang luôn. Ôi ôi, nó đã, nó phê. Còn gì nói nữa. Bắt con cá nhớ đời luôn. Ôi, cảm ơn bà cậu, cảm ơn bà cậu, cảm ơn rất là nhiều. Ôi, ôi, gỡ ra thôi anh em ơi. Này chắc nó nuốt lúc rồi, nó ăn. Ôi ôi, dính meo chứ không nuốt. Ông nội ơi, dính ngay cái mỏ liêu. Nè, dính cái lưỡi câu ngay mỏ liêu luôn. Dính ngay mỏ trên. Bữa trước em xảy con, em nói em tức cái hết hồn hết vía là mấy ngày nay ngủ không được luôn. Rồi, nó dính đây nè. Rồi, quậy quá. Rồi, để xử lý em nói cho nó xong cái anh em ha. Dính lưỡi câu ngay đây, ngay mép, mới gỡ ra xong. Rồi nó đã anh em ơi, giờ nó còn rung, rung tay chân nha. Anh em nào đi câu rồi biết cái cảnh này rồi. Còn gì nữa, sướng còn gì nữa. Ôi,
nhìn con cá mà nó sướng. Ôi, mày hay quá nha ngươi, chúc mừng mày. Thôi anh em nói lần trước thôi anh em ơi. Rồi nằm đây đi, móc ngồi thả xuống tiếp. Biết đâu đây tới sáng còn lâu à, còn hên mà. Mà cậu đãi và cậu cho đãi luôn chừng. Rồi bắt cá lên. Còn phê tới giờ quá phê anh em ơi. Không biết kiểu nói mà lắp đi lắp lại hoài anh em cũng phiền mà thì từ nhỏ lớn chưa bắt được cá nào bự gì. Trời ơi nó mập ông ơi. Cái bề ngang của nó thì thôi nhé luôn. Ôi. Móc mồi thả xuống tiếp. Hên quá. Cá ngát nữa anh em, mà cái dư âm cá đó nó còn phê quá, không có phê với anh em luôn. Mới dính nữa nè. Hôm nay bà cậu thương này, cho cá dứa rồi cá ngát nữa, tí rồi con lao rồi cá ngát nữa. Con này có ngát bự à. Rồi. Vô mắng luôn à. Cái vợt để trước chứ con cá ơi. Hello. Phê phê phê. Cảm ơn bà cậu nhiều. Con này cái máy á. Vô rồi. Là lẹ không kịp nước anh em bắt mới cá ngát nữa. Nè, nãy giờ mình được nhiêu cá ngát này nữa. Đưa em nó vô tới bờ rồi anh em ha. Còn ngáp luôn à. Dính mép phải đọc không chứ. Rồi chưa? Khoan để tao chụp hình để làm kỷ niệm với nó cái mới được. Ô, anh em coi tới khúc này đón em nó cỡ nhiều ký nè. Đó giờ em giờ chơi giờ cá thằng nào trúng lấy hết cá. Chắc chơi với nhận đây cho nó được. Quậy quậy. Cho nó được.
8,5 kg. Cá này bằng cá được má, cá lưng thớt dữ rồi. Còn tại ghê nha. Hơi vắng. Chứ bằng cá một đẹp cầu bữa đó, bằng cá nó mập hơn. Cá này mập cũng vắng. Cá này mập. Cá kia dài thấy nó còn nó không giữ. Ở chảo suy lên. Cá này đi hết được rồi. Đây còn đây là bán cá ngát trong hầm mình nè anh em ha. Đúng không? Đêm hôm qua là được như đây. Câu ông lao này nữa kiểu như, giống như câu phim kiếm hiệp vậy anh em ha. Rút kiếm một nhát là định giang sơn anh em. Hai ngày chăn chát rồi nó mang cái cú lại liền anh em ha. Cái lưỡi câu này mình để là mình làm kỷ niệm luôn rồi đó. Là cái đi với cậu có bắt một lần con 9,7 kg nhưng mà cậu câu dính nha, mình vợt chứ không phải là tự mình câu dính, mình vợt mình bắt luôn. Thành ra con cá này nó kiểu như cũng giống như kỷ lục của mình anh em ha. Để lưỡi câu về làm kỷ niệm. Giờ tắm rửa đi chợ đi mua ít đồ, bắt đầu là mình về mình phóng ra nữa anh em. Nó đặt mồi nào cũng mới đặt mồi mới xong. Rồi hẹn anh em clip sau, anh biết đâu mình phá kỷ lục nữa sao anh em ha. Với chiều nay ra là cũng làm mới cá ngát. Bye bye anh em. Bye bye đi, chào mọi người đi. Bye bye.